nè. Quá quá nóng rồi nè, đọc cho nghe cái này vui không ạ? À, đọc nghe nóng hơn rồi, đúng không? Rồi em đọc đi. Như Quỳnh Nguyễn. Như Quỳnh Nguyễn, rồi ok. Nói nhăn cuội, nói nhăn cuội, thế giới người ta tiến hóa tới intermittent tành phát tinh, còn không biết mà đòi hướng dẫn ai vậy trời. À, intermittent fasting rồi đúng không? Em không biết đọc tiếng Anh nha, rồi, okay. Đừng mắc lỗi em nha. Intermittent fasting rồi, ok, cứ nghe đại gì đi ha. Intermit mà. À, intermittent rồi, cái từ này tôi suy nghĩ lên cái note của cái video này. Nó như thế này. Nó một vấn đề các bạn đừng có buồn là nhiều bạn, đặc biệt các bạn nữ và bạn nam cũng vậy. Ở Việt Nam mình á có cái tư tưởng hay là gọi là chuộng hàng ngoại hay là xính ngoại, những cái gì mà nghe nó có từ tiếng Anh một chút hoặc là nghe nó cảm giác là cái xu hướng đó, cái cách giảm mỡ đó nó được nghiên cứu khoa học hay gì đó, bạn chưa còn biết chứng nhận nó ở đâu hay là như thế nào, hay là bạn coi hay phân tích, bạn chỉ cần bạn nghe bạn cảm thấy là được ở nước ngoài đó, cái này nó ở nước ngoài đó, ở trời Tây trời Âu trời Mỹ đó, mà đem về mà áp dụng Việt Nam. Cái phương pháp đó tôi giải thích cho bạn nghe, đó là phương pháp gọi là nhịn ăn gián đoạn. Nó sẽ là như thế này, người ta sẽ ăn tập trung trong 8 tiếng và còn lại 16 tiếng sau họ sẽ nhịn ăn. Em cầm hai tay giùm anh nè. Rồi chứ. Đâu rồi. Đâu. Cái vấn đề đó nó nằm ở chỗ đó. Cái phương pháp này họ nghiên cứu ở trời Âu, nơi mà phần lớn mọi người ở các nước phát triển họ đều có thói quen ăn sáng. Đồng ý không? Ừ. Bởi vì họ đều có thói quen ăn sáng, từ giấc họ ăn 6 giờ, giấc họ ăn 12 giờ, giấc họ ăn 18 giờ. Rồi cái phương pháp này nó sẽ đưa họ vào cái trạng thái là họ chỉ ăn, họ sẽ bỏ bữa ăn sáng, họ sẽ chỉ ăn khoảng tầm 12 giờ, 15 giờ và 18 giờ. Sau đó họ nhịn từ buổi tối đến buổi sáng. Rồi. Và trong một vài ghi chú tài liệu mà tôi đọc, nó sẽ ghi là phương pháp này nó giúp bạn giảm mỡ hiệu quả, bởi vì bạn chỉ cần áp dụng 2 ngày trong một tuần. Còn lại các ngày khác thì bạn ăn bình thường. Và trong 2 ngày áp dụng đó thì bạn trong cái giờ ăn của bạn á là từ 12 giờ đến 6 giờ chiều, bạn ăn cái gì cũng được. Và cũng không quá nhất thiết là phải tập thể dục. Ồ. Tôi nghĩ là cái người mà viết bài báo đó, một đầu tiên là khi mà họ viết báo có một cái họ mong muốn, đó là họ sẽ có nhiều lượt view. Nhiều lượt view ở chỗ là đưa ra một cái phương án để chiều lòng cái sự lười biếng, cái sự lười biếng của con người. Nó giống như thế này, là con người đi luôn dốc thì nó luôn khó, nhưng mà đi xuống dốc thì nó là dễ. Xu hướng phần đông của mọi người đó là họ muốn đạt được kết quả nhưng họ sẽ lười làm. Trong tất cả mọi người của chúng ta, ai cũng muốn trúng số hết để có tiền tỷ, nhưng mà kêu đã làm việc để kiếm tiền tỷ thì điều đó rất là khó. Rồi, ai cũng muốn đi chơi hết, nhưng mà kêu làm việc để kiếm 20 triệu tiền lương một tháng để đi chơi, chuyện đó là chuyện khác. Đó, nó tạo ra cái khuynh hướng, đó là mọi người hay nghe cái phương pháp đó, cảm giác là phương pháp, nhịn ăn gián đoạn, chỉ cần nhịn ăn là bạn có thể giảm cân, giảm mỡ. Chuyện này đúng. Khi bạn nhịn ăn, cơ thể của bạn, cái mức đường huyết của bạn nó thấp xuống, hormone của bạn nó sẽ tăng lên, đúng không? Thì khi đó nó làm bạn cảm thấy bạn tỉnh táo hơn, bạn có thể làm việc nhanh hơn, mạnh hơn, và có thể sử dụng mỡ thừa để phục vụ cho cơ thể. Về nguyên tắc, điều đó nó giảm cân hợp lý. Về nguyên tắc, bạn áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn đó để giảm mỡ, giảm cân được hay không? Được. Nhưng cái mà bạn không nhận ra đó là bạn giảm hết tất cả những sức mạnh, sức khỏe và tâm sinh lý của bạn. Rồi, tôi nói tiếp. Vấn đề của người Việt Nam nó hoàn toàn khác biệt. Phần lớn ở Việt Nam mọi người không có nhiều thói quen ăn sáng. Và phần lớn ở Việt Nam mọi người luôn có thói quen ăn buổi chiều rất nhiều. Nó khác ở các nước phương Tây phát triển. Họ sẽ ăn nhiều nhất vào buổi sáng. Ăn trưa là bạn, ăn tối là kẻ thù. Còn mình bữa sáng nhịn ăn, ăn trưa cho bạn, ăn tối cho mình. Ăn sáng nó mới là kẻ thù. Nó khác biệt, nó nằm ở chỗ đó. Nghĩa là với cái thể trạng của người phương Tây và ở cái cách ăn uống, cấu trúc dinh dưỡng phân bố ở bên đó, khi mà họ ăn quen, họ đẩy cái năng lượng calorie ở nhiều nhất vào những buổi sáng, cơ thể nó sẽ quen, nó hấp thụ dinh dưỡng vào thời gian đó.
Thì khi mà họ bỏ cắt cái bữa ăn đó ra, họ chuyển qua cái bữa ăn này, thì trong từ 12 giờ chiều đến 18 giờ họ sẽ không ăn được quá nhiều. Giả dụ định mức của họ là 2000 calorie thì trong khoảng thời gian đó họ chỉ ăn được khoảng 1000 calorie hoặc 1500 calorie hoặc là ít hơn nữa là 700-800 calorie. Về cơ bản của vấn đề đó vẫn là cắt giảm lượng calorie của việc ăn so với việc tiêu thụ calorie một ngày. Và nhờ việc đó cơ thể sản sinh ra những hormone để đốt đi cái lượng mỡ nhiều hơn. Điều này đúng và rất khoa học. Nhưng khi mà chúng ta ở Việt Nam chúng ta áp dụng, nó sẽ gặp ra vấn đề ở chỗ là phần lớn mọi người bạn đã quen cái việc đó là bạn sẽ tập trung ăn nhiều vào buổi trưa. Nhất là dân văn phòng hiện tại theo khảo sát của Sở Y tế họ rất lười ăn sáng, sáng họ chỉ uống cà phê. Đó là đúng theo quy tắc của cái chương trình đó rồi đó. Trưa họ chỉ ăn trưa, chiều 3 giờ trà sữa bánh ngọt, tối đi nhậu, đi ăn và tiệc tùng rất nhiều. Sau đó là đến sáng 12 giờ trưa mai mới ăn lại. Thì 6 giờ chiều đến 12 giờ trưa mai bạn có tới 18 tiếng lận, là còn vượt hơn cái tiêu chuẩn của chương trình đó là 16 tiếng không ăn. Như vậy tại sao phần lớn dân văn phòng của chúng ta càng ngày mỗi năm tăng thêm 5-10% dân số mọi người, và đặc biệt là dân văn phòng, mà lại gia tăng mỡ, trong khi phần lớn mọi người đều vẫn đang ăn theo phương pháp intermittent fasting đó mà, đúng không? Vấn đề nó nằm ở đâu? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là trong cái khoảng thời gian đó 12 giờ đến 18 giờ cái lượng calorie bạn ăn vào nó vẫn nhiều hơn cái mức bạn tiêu thụ. Vấn đề nó nằm ở chỗ đó là cái phương pháp này nó chỉ đúng khi mà 12 giờ đến 18 giờ bạn ăn những đồ ăn nó rất là tốt, ví dụ như thịt luộc, cá, rau và rất nhiều rau kèm trái cây. Còn nếu trong 12 giờ đến 18 giờ đó bạn ăn toàn những đồ ví dụ như bánh ngọt, bánh kẹo ngọt, sô cô la, trà sữa, pizza, gà rán, tôm chiên, bột bắp rang bơ, rồi bia, nước ngọt. Ồ, bạn đừng mơ phương pháp này có thể cứu rỗi cuộc đời bạn, không có đâu. Đấy, tôi chỉ ra cái vấn đề. Đó, một là các bạn đừng quá xính ngoại hay là nghĩ cái phương pháp gì áp dụng ở trời Tây nó đi về Việt Nam thì nó đều được. McDonald bán khắp thế giới, chỗ nước nào cũng có cả ngàn cái cửa hàng. Về Việt Nam chết lên chết xuống với bánh mì Sài Gòn 10.000 một ổ. Nó có quan trọng ở đây, chúng ta phải nhìn nhận là kể trong vấn đề kinh doanh hay là trong vấn đề sức khỏe và đời sống, cái thói quen và cái văn hóa bản địa, khi mà bạn áp dụng trên những kiến thức khoa học, bạn phải phân tích ra những vấn đề đó một cách rõ ràng hơn. Cái cách ăn của người Việt Nam mình quan trọng cái bữa ăn gia đình, quan trọng cái bữa ăn với đồng nghiệp và đối tác giao lưu, nên buổi chiều tối chúng ta ăn rất nhiều và chúng ta đẩy cái lượng calorie. Việc mà buổi chiều tối, tại vì khi mà bạn áp dụng phương pháp này, một số người làm được, một số người sẽ không làm được. Những người làm được là những người đã vô tình ăn tốt như thế này rồi, vô tình trước đó họ đã có buổi sáng lành mạnh rồi. Thì khi bây giờ họ cắt giảm một tuần, ví dụ như một tuần bình thường họ có 7 ngày, 5 ngày trước họ đều ăn cân bằng ở mức 2000 calorie, ăn đầy đủ 3-4 bữa một tuần, 3-4 bữa một ngày. Rồi tự nhiên bữa nay hai ngày này họ ăn kiêng theo phương pháp đó, 12 giờ đến 18 giờ họ chỉ ăn trong khoảng thời gian 6 tiếng đó, họ nạp tổng cộng có 700 calorie, tức là tương đương cỡ một chén cơm, một cục sườn này, một dĩa rau này đó, cỡ một cục sườn to cỡ này nè, còn một chén cơm đầy như thế này kèm dĩa rau. Nghĩa là cả ngày họ chỉ ăn một chén vậy thôi, trong khoảng 12 đến 18 giờ nó sẽ gây ra cơ thể của họ bị đói. Khi mà họ bị đói thì cái lượng calorie nó thâm hụt, nghĩa là tổng cái lượng calorie trong một tuần của họ thâm hụt cái 20.000 calorie so với nhu cầu họ sử dụng. Thì ít calorie hơn dĩ nhiên là họ giảm cân giảm mỡ rồi, nhưng vấn đề đó là chỉ là việc bạn ăn hụt calorie và bạn giảm cân giảm mỡ, nhưng cái mà giảm đó nó mới nguy hiểm. Cái nguy hiểm là bình thường bạn ăn 2.000 calorie bạn chảy đều, khi bạn ăn như vậy bạn ăn hụt lại, bạn chỉ ăn khoảng 500-700, thậm chí có bạn dưới 1.000 calorie. Nó gây ra vấn đề là không phải chỉ là giảm cân giảm mỡ. Cái mà tôi luôn muốn hướng cho tất cả các bạn, chúng ta tập luyện để chúng ta, bạn phải hiểu một điều, cái đầu tiên bạn cần nghĩ đến đó là sức khỏe của bạn, chứ không phải là cân nặng và vóc dáng của bạn. Nếu bạn làm, bạn đánh đổi tất cả mọi thứ để có được cái cân nặng đó, cho dù bạn có thể giảm cân trong ngắn hạn, một tháng bạn giảm 3kg, ok, đó là cả bạn muốn. Có thể đó là mục tiêu trước mắt của bạn. Nhưng về lâu về dài, nếu bạn duy trì cái phương pháp đó, nó tạo ra cho bạn sự thâm hụt và sức khỏe rất là nhiều. Bạn đang mỗi ngày bạn ăn nhiêu đó, đùng một cái bạn cắt giảm quá cỡ, bạn ăn chỉ còn bằng 1/3, 1/4 nhiêu đó,
sức khỏe tâm sinh lý não bộ, đặc biệt với phụ nữ là chu kỳ kinh nguyệt sẽ rối loạn cực kỳ. Điều đó dẫn ra những hệ lụy vô cùng khủng khiếp đến sức khỏe của bạn. Nghĩa về lâu về dài, bạn giảm vừa sức khỏe, bạn vừa giảm cân giảm mỡ đúng, nhưng mà bạn còn giảm luôn sức khỏe, giảm luôn về thể trạng. Có thể bạn sẽ cảm thấy những cái ngày ăn như vậy bạn cực kỳ mệt mỏi. Không tin, bạn nào bình thường bây giờ đang ăn 4 bữa, tôi cho bạn sử dụng á. Bạn thử đi, 12 giờ đến 18 giờ bạn chỉ ăn trong khoảng thời gian đó, bạn ăn đúng một chén cơm, miếng thịt với rau. Bạn chỉ ăn đúng như đó thôi. Đến 18 giờ, từ 18 giờ đến 24 đến 12 giờ hôm sau, bạn chỉ được uống cao lắm là nửa ly cà phê để bạn tỉnh táo thôi. Và chỉ uống nước lọc thôi, không ăn gì hết. Bạn sẽ cảm thấy 2 ngày sau, đôi khi là chỉ còn 3 ngày, 3 ngày liên tục như vậy, hoặc là 2-3 ngày liên tục như vậy. Bạn dùng phương pháp đó như là 1 tuần 7 ngày, 5 ngày bạn ăn xả láng, hoặc là ăn ở mức bình thường. 2 ngày bạn áp dụng phương pháp đó, ngay lập tức là 2 tuần bạn có thể giảm liền 3kg. Nhưng vấn đề bạn sẽ cảm thấy là nếu bạn có một cái thang đo về sức khỏe, nhịp tim, huyết áp, khả năng chạy bền, khả năng nâng một vật nặng, hoặc là khả năng mà hít đất hay khả năng tập luyện thể thao, bạn sẽ thấy nó suy giảm rất là nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ tôi nói gì chứ cũng nhiều bạn cũng không quan tâm. Tại cái các bạn quan tâm là các bạn chỉ cần làm một giá giảm được các cân nặng trên cái bàn cân, làm một giá cảm thấy cái mỡ vùng bụng của bạn giảm xuống. Nhưng vấn đề là các bạn phải quan tâm nhiều hơn đó là sức khỏe và tính mạng của bạn. Bởi vì khi bạn giảm được vậy, nhưng mà nếu mình duy trì lâu dài như thế, bạn cỡ tầm 1-2 tháng sau, hoặc là 1-2 tuần, thậm chí là 2 tuần sau, bạn sẽ gặp ngay vấn đề là bạn cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, cực kỳ ở ỏi, cảm giác lúc nào cũng buồn nôn choáng. Bây giờ bạn sẽ cảm thấy rất là mệt và cuộc sống của bạn nó không được duy trì cái chất lượng cuộc sống cao. Quy tắc giảm cân lành mạnh đó là bạn giảm lượng calorie từ từ, hoặc là duy trì một chế độ ăn tốt hơn, tránh xa những cái đồ ăn nó quá nhiều dinh dưỡng thừa mà cơ thể không hấp thụ, quá nhiều đường, quá nhiều béo, và gia tăng cái việc tập luyện thể thao để cải thiện về tim mạch, huyết áp và tăng trao đổi chất cho cơ thể của bạn, chứ không phải là ép nó vào cái mức nhịn ăn để nó tăng cái trao đổi chất. Cái nào hai cái quan điểm cực kỳ trái chiều nhau nha. Nghĩa là bạn muốn giảm cân giảm mỡ, cái mà bạn nên nghĩ đến là cái sức khỏe của bạn. Bởi vì khi mà sức khỏe của bạn nó bị thương tổn, đến một lúc nào đó cơ thể bạn nó không chịu đựng được cái quá trình nhịn ăn giảm cân gián đoạn đó nữa, nó sẽ trào ngược lên lại, nó sẽ bắt bạn ăn nhiều hơn, và khi đó bạn sẽ càng tăng cân dễ hơn và không có kiểm soát. Trong khi nếu bên này bạn đầu tư lâu dài thời gian hơn, bạn dành nhiều thời gian hơn để tập luyện, dinh dưỡng và ăn uống khoa học, một thời gian sau bạn giảm cân sẽ chậm hơn, nhưng cái bạn có được nó không phải chỉ là con số trên bàn cân giảm xuống, mà bạn còn có được vóc dáng vừa khỏe mạnh vừa săn chắc, và bạn tinh thần của bạn thoải mái hơn, và bạn không bị những vấn đề về bệnh lý của sự suy giảm năng lượng, suy giảm đồ ăn, hay là bệnh tật của việc là bạn nhịn ăn. Đó là cái tôi muốn truyền đạt, muốn mang đến cho các bạn để hiểu được là các bạn phải thật sự ăn uống tập luyện khoa học, chứ đừng nên chỉ vì một cái bài viết hay một cái gì đó bạn lại cuốn người bạn đi bằng nhịn ăn, và bạn có thể giảm cân nhưng mà nó không hiệu quả lâu dài. Thế thôi nha. Rồi còn nếu bạn có thắc mắc gì nữa thì inbox fanpage của tôi nha. Rồi ok, chào tạm biệt các bạn. Thì anh nói kệ anh, còn người ta ném đá thì vẫn ném đá, hiểu okay, chưa? Chấp nhận thôi. Cuồng quá mà anh bị đánh đổi sức khỏe anh chịu rồi.